Đẹp ta. Đâu? Sao không nói? Đang quay bên này cái ảnh đánh anh sợ mình quay sao? Thả chưa hả? Cứ xa là trước. Cái kín này phải lộn xộn. Đứng đó là đâu có thấy được cái gì đâu. À, phải có kinh nghiệm chứ. À, hồng thôi là về biến hình đó, thấy mẹ luôn. Điền tuần về bảo đảm biến hình luôn. Hay anh. Ôi trời hoài. Không, cái này là phải. Cái đùng không phải nhưng mà cái em nó lắc 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 lắc. Cái này phải lên clip này nha. Một cú đó, hiểu không? Đó, đeo, đeo chỉ cần 50 cm.